là một nhà sản xuất túi nhựa, bạn có quan tâm đến việc tối ưu hóa chi phí sản xuất và thúc đẩy mô hình kinh tế vận trọng không? Quy mô việc sản xuất túi và màng nhựa trên toàn cầu đã rất lớn và các nhà sản xuất đang ngày càng chuyển sang sử dụng các công nghệ mới để tạo ra quy trình sản xuất khép kín trong các nhà máy của họ. Để đạt được điều này, cần có một hệ thống tái chế nhựa có khả năng sản xuất các hàng nhựa chất lượng cao, cũng như một máy thổi màng có thể xử lý đến 100% hạt nhựa tái chế. Xu hướng sử dụng hạt nhựa tái chế tỷ lệ cao đã thúc đẩy các nhà sản xuất tìm kiếm các máy móc và công nghệ tiên tiến hơn. Đặc biệt, hậu cận, một máy thổi màng hiệu quả có khả năng sản xuất đa dạng loại túi nhựa với màu sắc, kích thước và vật liệu khác nhau, bao gồm cả hạt nhựa tái chế và canxi carbonate, đồng thời đảm bảo chất lượng tương đương với khi sử dụng hạt nhựa nguyên sinh. Một hệ thống tạo hạt hiệu quả cho phép các nhà sản xuất nhựa tái chế một lượng lớn chất thải từ nhà máy của họ để thu được hạt nhựa tái chế và sử dụng lại trong quá trình sản xuất. Vì vậy, họ đang tìm kiếm một hệ thống hoàn chỉnh bao gồm quy trình cắt, ép và tạo hạt trong một máy có khả năng sản xuất hạt nhựa tái chế chất lượng cao. Một máy dễ vận hành và bảo trì đã rất quan trọng để đảm bảo hiệu suất sản xuất và tính bền vững, đồng thời giúp người vận hành sử dụng và bảo trì máy dễ dàng. Bộ khăn bộ thổi và tái chế màng của chúng tôi đã gây ấn tượng với nhiều nhà sản xuất màng và túi tại Việt Nam, nhờ vào màng và hạt nhựa tái chế chất lượng cao. Hơn 50 công ty đã đặt niềm tin vào chúng tôi và hơn 115 máy thổi màng hai đầu đã được lắp đặt tại Việt Nam và con số này đang tiếp tục gia tăng. Một trong số khách hàng của chúng tôi tại Việt Nam là một công ty niêm yết công khai trên thị trường chứng khoán có trụ sở tại tỉnh Đồng Nai. Công ty đã đầu tư hơn 30 bộ máy Polestar kể từ năm 2016. Họ đã thiết kế những nhà máy mới với mục tiêu xuất khẩu 100% và tập trung vào các sản phẩm khác nhau, bao gồm lưới đường sắt có dây xúc, lưới đai cấp do, lưới cuộn, lưới hai quai và lưới mô xám được xuất khẩu sang châu Âu, Úc và Mỹ. Họ sử dụng máy tái chế Ripperflex để tái chế phế thải trong nhà máy của mình. Ông Su, giám đốc kỹ thuật của các nhà máy chuyên sản xuất hàng xuất khẩu, chia sẻ rằng máy thổi màng có khả năng sản xuất một loạt các sản phẩm mà họ cần như HDPE, LDPE, LLDPE, nguyên sinh tái chế và canxi carbonate. Chị Thảo, trưởng phòng marketing, chia sẻ thêm rằng qua các chuyến tham quan nhà máy, khách hàng của chị đã nhận thấy chất lượng của máy móc mà công ty đã đầu tư, giúp họ hiểu rõ cam kết về chất lượng sản phẩm và duy trì mối quan hệ đối tác lâu dài. Nếu bạn quan tâm đến bộ sản phẩm này của chúng tôi với những lợi ích nhu cầu tối ưu hóa chi phí sản xuất, thúc đẩy kinh tế vùng trồng và lợi ích khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết.